bạn nhiều nha. Các bạn ăn mì gói hay trứng không? Các bạn ơi, ăn trứng không? Dừng lại, mình cho bánh nè, dừng lại. Trứng, bánh, trứng. Kìa, dừng kìa. Chờ xíu để tụi mình cho bánh nha. Cảm ơn các bạn. Rồi, chú Quyết Khánh nha. Các bạn trường gì? Cảm ơn các bạn.